Đây là mình đang trèo lên cái Scaffold cao 3 tầng đó thầy, tầng thứ ba, và từ dưới đất lên đây cũng khoảng 15-20 feet gì đó. Và thầy đang đặt tượng này là thái, này là Đức Phật đây phải không thầy? Dạ đây là lúc mà đản sanh là thái tử đó, à, thái tử Siddhartha lúc À, đó là thái tử hả? dạ thái tử này sau tu thành sau mới xuất gia tu thành Phật Thích Ca Mâu Ni. Thái tử là con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia. Trong chánh điện này là bộ phù điêu về cuộc đời của Đức Phật từ lúc đản sanh cho tới khi mà nhập diệt. Lúc đản sanh thì nó khô quá không này. sao nó cũng vừa khô là mình làm được, trong khi mình làm đừng để khô quá, đừng để ướt quá. Nước con nó rớt xuống ha. Dạ ướt quá thì nó nhão nó chảy, mà khô quá thì mình cắt cái nét nó bị thô. Đúng ra khi mà mình làm tượng là phải lên cái mô đồ bằng đất sét, nhưng À, mà đất sét. đất sét rồi mình mới làm cái mâu, cái khuôn để mình đúc nó ra. Đó là cái nguyên tắc làm tượng của trong trường thì thầy dạy, nhưng mà đây mình làm thẳng, Cái này làm là như tại vậy tại thầy là thuộc kia đẳng rồi, siêu đẳng rồi, cái này là mình làm thẳng trên chất làm liệu thẳng luôn trên vách luôn phải không? thì nó sẽ đỡ cái công đoạn hơn. Đó, đó siêu đẳng Nhưng rồi phải không? cái đó thật ra mình phải xử lý hình cho nó chuẩn, nhanh để nó kịp Thời cái gian thời xi măng nó gian của khô. xi măng nó khô. Dạ đúng rồi, còn đất sét là nó chỉ giữ cái độ ẩm dẻo suốt cả quá trình mình làm, có thể kéo dài hàng vài tháng như vậy thì mình làm mình chỉnh nó rất là dễ. Nhưng mà trên cái xi măng này là mình phải làm cho cái kịp cái thời gian xi măng nó khô. Nhưng mà thí dụ như mà thầy cần một chút nước thì cái bay nó cũng nhúng vô nước chút xíu được không thầy ha? Dạ được, Thầy cần nước không? dạ được rồi, không cần. Đấy. Chỉ xử lý nhanh một chút là được rồi. Đấy, gió tây có mệt không? Cần phải đứng lên nghỉ cao cao chút xíu nữa không? Dạ không cần. Thấy mấy người kia người ta cũng nghệ tạc tượng, nhưng mà người ta có một cái cọ đó, Quét ta cho quét cho lại nó đi, cái đó dễ hơn thay thì dùng cái bay phải không? là mấy người thợ mòn mà thợ mòn là đắp lồng rắn rồi, lồng trồng rắn hoa lá thì như là mai lan trúc cúc hay long lân quy phụng thì đó là nó dễ hơn, có thể làm mé một chút cũng được. Nhưng mà làm người thì phải có cái kiến thức về giải phẫu, giải phẫu cơ thể người đó. À. Thì con người mà làm méo một chút đó là mình thấy nó kỳ liền, là nhận biết được liền. À, cũng nên nói lại là cái khuôn hình này á, bề ngang là 15 feet, giờ về dọc của nó là 6 feet, mỗi một tấm hot board như là 3 feet mà đây là 6 tấm,
đóng thành một. Rồi anh chị em chuyên gia vô đây là làm phim lên. À, nhiều lúc thấy có thể hơi nó hơi bị cong chút xíu là bởi vì nó đi theo cái tường. Nhưng mà nếu mà gặp chuyên gia thứ thiệt thì họ sẽ làm cách khác là nó sẽ không có bị cong. Nhưng mà rất tiếc gì định luật này tìm được nhân tài vô giúp đỡ không phải là dễ. Thì ai cũng lo đi làm hết. Cái này đặt thầy cái những bức tượng trong đây là gọi là tuyệt tác phẩm phải không? Thật ra cũng thường thôi, mình làm nó quen tay là được thôi, đâu có gì đâu mà. Nhưng mà đâu phải ai cũng làm được thầy, đâu phải chuyện dễ. Thích là được à. Đúng rồi, cái gì cũng phải sở thích tức Làm là. thì mình cảm thấy yêu thích thì mình làm việc gì nó cũng mau thành. Việc thành biết vẽ tượng Phật này từ hồi Mới đi tù. chắc hồi 3-4 tuổi. Ồ vậy hả? Wow. Hồi đó chưa đi học đã biết vẽ rồi, mà đầu tiên là Nhất Thành vẽ. Nhớ cái hình vẽ Đức Phật ngồi thành đạo dưới gốc Bồ đề đó là vẽ từ hồi 3-4 tuổi rồi. Ồ vậy hả? Vậy năm nay thầy được bao nhiêu rồi? Năm nay Nhất Thành được 53 tuổi rồi, 53. 50 năm rồi. Thầy được 53 tuổi. Nhìn trẻ măng à. Đó, thầy Giác Thành đó. Thầy vui vẻ không? Giờ là thầy cùng tuổi với Tiến. Tí cũng 53 hả? Khoảng đó thầy, năm 3, năm 2 gì đó. Anh Tiến anh cũng năng nổ nhiệt tình quá. À, quá năng nổ luôn á. Công việc chính á. Ra đi vô các cái detail nó rất là À, vô công cái phu chi lắm. tiết thì nó hơi mệt ha. Còn cái dáng chung là mình giờ mình nhắn thêm là sẽ sao bị khô mình xử lý ở trên trước. Nhúng nhiều nước chứ thầy, nhúng tí xíu nước cho nó dính cứng lắm. Nó gần xong rồi. Thật ra cái quan trọng là mình phải nhìn được các cái lớp của phù điêu, lớp trên lớp dưới nó tạo ra lớp trước lớp sau, nhìn nó mới có không gian. Còn nếu mình vẽ thì mình vẽ trên trên một cái bề mặt phẳng thôi, nhưng mà mình phải chuyển được lớp của các cái lớp, các cái layer của nó. Đó thì làm xong cái phần trên này đó, bây giờ thì sẽ chuyển xuống phần dưới tại vì xi măng sắp được khô rồi. Ê, những anh chị nào muốn thành thợ vẽ thì hãy dòm đây mà học nhé.
Thầy cần cái đồ xịt không? Giống Dạ như có cái được. có cái đồ xịt mà bỏ quên dưới chưa cho xuống. Ok, để xuống lấy đồ xịt thầy hát Dạ có tiện hơn á. dạ vô Phật. Ok Dạ dạ vô Phật. ha. Ok, để xuống tìm là thầy để chỗ nào? Dạ nó chắc làm được trước bỏ trong xe đồ nghề. Dạ. À, trong xe đồ nghề là xe nào ta? Ồ, cái xe vàng vàng nãy hả? Dạ dạ vô Phật. Ok, rồi rồi để con xuống lấy cho thầy ha. Dạ vô Phật. Để cho nó xong khúc này đi. Cái chân Chân. đây cái mắt cá nè, đấy cái mu bàn chân, đây cái ngón chân lên thì nó mới mềm mại. Đấy, ra đây là chân. Hay chưa? Thành cái bằng chân rồi đó. Chân con nít nó phải bụ bẩm đấy. Ồ, lúc này là cái tượng này thì nói là còn trẻ mới sanh phải Dạ không? mới sanh, dạ mới sanh nhưng mà trong cái truyền thuyết thì Đức Thái Tử đã không phải sanh ra giống như một đứa bé bình thường mà sanh ra đã đi được và nói được, ngài bước đi 7 bước nữa là 7 cái đóa hoa sen dưới chân, 7 cái Ủa mà hoa sen. Ấn Độ cũng có hoa sen nữa thầy. Dạ Ấn Độ vẫn là biểu tượng, hoa sen là biểu tượng của nhà Phật mà. Dạ, Đức Phật lấy hoa sen là cái biểu tượng của Phật giáo với là hoa Ấy, nếu sen mà theo sống truyền trong thuyết một thì nơi. thời Dạ. ở thời điểm đó bên Ấn Độ đâu có Phật thầy, đúng không? Dạ lúc đó là Thái tử. Thái Dạ. tử thôi. Dạ. Nhưng mà khi ngài là sanh ra để mà làm Phật mà. Thì 7 cái hoa sen này là tượng trưng cho 7 vị Phật, có 6 vị Phật quá khứ và là Phật là vị thứ 7. Ồ vậy hả? Dạ, thì thật ra đó là trong truyền, trong các cái giai thoại lịch sử thì nó có phần thực sử và hiện sử. Những cái mà mình cảm thấy nó có vẻ thần thoại thì cái đó gọi là hiện sử. Còn thực À. sử là Đức Phật sinh ra vào cái thời kỳ đó, vào năm vào khoảng 600 năm trước công nguyên, và là con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia. À, cái thành Ca Tỳ La Vệ đó thì ngày xưa cái nước Ấn Độ là cả hàng hàng trăm cái tiểu vương quốc nhỏ nhỏ vậy họ. Đúng không? Đấy. Giống như Trung Quốc vậy đó. Và đến sau này đến Đức Phật sinh ra là một cái tiểu vương quốc, Nhỏ nữa. và gọi là cái thành Ca Tỳ La Vệ đó, lúc đó là vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia. Chỗ này là hoa sen, trên là hoa sen đắp sau, đây là cái gương sen. Xi măng ở Mỹ rất là tốt. Xi Dạ. măng Mỹ rất là tốt. Là thầy tự chế xi măng Việt Nam rồi đó. Xi măng họ bán sẵn như vậy rồi mình mua về mình trộn làm, trộn nước vô làm thôi. Yeah, đúng Thì rồi. cái loại xi mình cầm chọn loại nào thì nó có loại nấy. Đúng rồi. Hay quá, cái tay của thầy nghiện quá, ghét cái đi hết nguyên không rớt cái một cái gì hết. Này mình tiết kiệm lại để làm cho lần sau. Nó cũng khô rồi thầy. Cho không mình đổ nước cho trộn lại thì nó không có phí, nó không phí xi măng. Mà xi măng mình trộn được càng nhiều lần như vậy nó càng dẻo, nó Đúng càng rồi, dễ làm. nó nước nó thấm vô cái hột hạt cát luôn á. Cũng quên nói là đây là bức tượng thứ hai nha, bức tượng xưa thứ nhất thầy đã làm xong cách đây 2 tuần.
nhưng mà tại vì mình không quay được, đứng xa quá quay không có tới. Ồ, lúc đó chú cũng tới quay hả? Quay mà không có tới thầy, thầy không nhớ tuần trước hả? Trước À, tuần trước ở đây là dạ đi mua đồ cho thầy đó, không nhớ sao? mô Phật. Vô thầy mới nhớ hả? Chết rồi. Sửa lại đấy, người chàng đang bước đi đã, một chàng bước tới trước, một chàng tới sau. Cái hôm mà tới đây lần đầu thấy thầy đang làm đó, coi bữa đó là bữa đi mua đồ đó. Dạ mô Phật. Mua đồ xong mà thầy làm là mấy tiếng đồng hồ đó xong, bức đó xong rồi ngày hôm sau thầy đi về á. Dạ mô Phật. Mai mốt là sắp xếp được ở bên chùa bên đó ổn ổn thì qua đây ở Thầy về đây ở đi, ở đây nó vui lắm, đặc biệt là có mấy ông quỷ sứ ở đây nè. dạ mô Phật. Nó giỡn dữ lắm phải không? Ở với vị sứ vui phong. Đặc biệt là thằng đang đứng này nè, nó giỡn cái hồn luôn á. Chỗ này thêm một chút nữa nè Thầy để trở về tắt đây là loa tiếng xem, ra thầy dạ trở để cho về coi. chùa này ở thì thầy sẽ làm cho chùa nó sống động hơn, có sức sống hơn phải không? À, thấy chưa? Cục xi măng quăng lên tường là thành cái gì đây không biết nữa. Ồ, thầy không cần xịt nước vô cái tấm đó hả thầy? Đang nãy xịt rồi Xịt nước vô cái tấm này nè. à, hồi nãy mình xịt rồi, đặt nước á, À. xịt nữa nó khó khô. Cái này là để tạo cái gió, cái hướng từ thái tử đang bước đi đó, cái gió nó thổi ra phía sau. Wow. Dạ mà đối chú thì sao tả được gió. Đúng rồi, sao sao tả được? Mình tưởng Dạ tượng nữa phải không? dạ không, mình phải làm cái tà áo nó bay thì người ta thấy gió chứ. À, Dạ ok. họ sẽ Hay. tà áo này À, nó tạo đặt bay đâu ha. trước nè. À. À, đây. Lúc này cái hồ nó còn ướt, mình để nó khoan tính nè, mình cắt bỏ cái viền nè, đó là cách làm. Cái cách tạo lớp nè, càng nhắm nó xuống. Đó là tà áo tung bay lắm thầy. Bài tạ Vậy nếu mà mình nhìn những bức hình này mình nhìn từ đâu đến đâu trước rồi? Đây là cái số 1 hả? dạ cái lịch sử Đức Phật là từ lúc đản sanh bước ra bước số 1. Số 1 tức là mình đếm ngược về hướng kia, tức là cái bước thầy làm hôm hôm trước đó là năm thứ tư đúng không? Chùa mình đó là có 12 bước đi vòng hết chánh điện như vậy, thì À. là mình sẽ làm những cái máu của máu những cái cột mốc chính của cuộc đời Đức Phật, rồi từ lúc đản sanh xong mới xuất gia rồi trong quá trình xuất gia thì có tu khổ hạnh. Dưới 6 năm dưới cội Bồ Đề đó thì mình làm bước khổ hạnh, nhưng mà trong suốt cả một thời gian dài tu khổ hạnh như vậy là ngài không có chứng được, không có giác ngộ được, cho nên ngài mới thay đổi cách tu là đi chọn con đường trung đạo, là không có hưởng dục lạc cũng không có khổ hạnh, và cuối cùng là ngài ngồi 49 ngày ở gốc Bồ Đề Bồ Đề Đạo Tràng bây giờ tại Ấn Độ đó vẫn còn giữ, thì là ngồi dưới cái gốc Bồ Đề đấy, và cái gốc Bồ Đề đó hiện giờ vẫn còn tại Ấn Độ. Thì sau 49 ngồi 49 ngày ngồi thiền định dưới gốc Bồ Đề thì ngài chứng được tam minh và lục thông và giác ngộ. Sau khi giác ngộ thì ngài đi tìm lại những người bạn mà đồng tu thời khổ hạnh đó, À. và thuyết cái bài pháp đầu tiên đó là bài Tứ Diệu Đế, nói về tám cái căn bản của cuộc bốn cái căn bản của cuộc đời đó, gọi là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế, và nhận năm người đệ tử đầu tiên đó làm năm anh em Kỳ Đồng Như, đó là năm người đệ tử đầu tiên, và cái bài pháp đầu tiên đó là bài Tứ Diệu Đế, và khi đó nó hình thành nên Tam Bảo, hình thành nên cái Tam Bảo đó là có Phật, Phật là Đức Phật đã thành đạo, pháp là bài bài pháp mà Đức Phật thuyết, và tăng là năm người đệ tử đầu tiên đó.
Cho nên là đó là một cái cột mốc quan trọng trong cuộc đời Đức Phật. Và sau khi đó thì Ngài độ tiếp Gia Xá, rồi cha mẹ của Gia Xá là Ru Bà Tắc Ru Bà Dí, rồi về kinh thành để độ vua cha, rồi độ tiếp những cái hàng đệ tử khác nữa, và cuối cùng thì Ngài nhập diệt. Thì nó nói chung tam bảo mình, tam bảo nhất bảo là Đức ông Phật, thì bảo nhị bảo là cái bài giảng phải không, là pháp, và nhị bảo là pháp bảo đó, pháp bảo, rồi cái tam bảo là năm đệ tử. Dạ, Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Dạ, Phật bảo là Đức Phật ha. Ừ. Pháp bảo là lời dạy của Đức Phật, đó gọi là pháp. Và tăng bảo là hàng đệ tử của Đức Phật. Tăng bảo ok. Hay là tam bảo. Nhiều khi mình đến chùa mình nghe nói tam bảo nhưng mà mình cũng chưa có hiểu được. Đúng, tại có nghe mấy người nói, mấy người có giải thích tam bảo là ba ông Phật, chẳng hiểu được cái gì hết á. Phật. Thầy thấy ba ông Phật, cái nó ba ông Phật không à? Yeah. Mà bây giờ thầy nói mới biết rõ nè. Phật đó. Ừ, thầy nói mới biết rõ. Thực ra mình đến chùa mình là tụng kinh niệm Phật, nhưng mà mình phải hiểu được nữa kinh Phật nói gì, và cái quan trọng là mình đem cái lời Phật dạy để mà áp dụng vào cái đời sống thực tế hàng ngày đó, để cho cái đời sống của mình nó an lạc, nó hạnh phúc. Đấy. Thì mình chứng được niết bàn ngay tại cuộc đời này, chứ không phải chờ mình chết đi rồi mới trở về một thế giới nào đó. Nó không phải. Lời Phật dạy là mình phải an lạc ở nay ngay cuộc đời này, thì đó mới gọi là tu. Tu sao mà mình vui vẻ, mình hạnh phúc, mình an lạc trong từng cái ngày mình sống, trong từng cái phút giây mình được sống, thì đó mới là tu chúng, phải không? Còn tu mà mình thấy mình đau khổ hơn, mình khắc khổ hơn, con người mình xấu hơn, cái mặt mình nhăn nhó hơn, thì đó là tu nó không có đúng pháp. Đức Phật nói